xin cộng đoàn đáp và cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn vẫn đứng. Chúng con kính mời Đức Cha, Quý Cha và cộng đoàn ngồi. Nghi lễ truyền chức gồm 3 phần. Phần thứ nhất, giới thiệu các tiến chức. Phần thứ hai, lời nguyện truyền chức. Phần thứ ba, nghi thức diễn nghĩa. Để bắt đầu, Cha Gioan Bautista Đỗ Trọng Năng, Chủ tịch Ủy ban ơn gọi, sẽ gọi tên và giới thiệu các thầy tiến chức với Đức Giám Mục. Chúng con kính mời Cha. Xin mời các thầy sắp được chuyển chức linh mục có tên sau đây tiến lên. Thầy Giuse Phạm Ngọc Trung. Thưa có mặt. Thầy Giuse Tô Văn Thăng. Thưa có mặt. Thầy Giuse Lê Trọng Thức. Thưa có mặt. Thầy Giuse Nguyễn Văn Hà. Thưa có mặt. Thầy Giuse Nguyễn Văn Hổ. Thưa có mặt. Thầy Phêrô Phạm Văn Xuân. Thưa có mặt. Thầy Gioan Nguyễn Xuân Hải. Thưa có mặt. Thầy Gioan Nguyễn Văn Sơn. Thưa có mặt. Thầy Mikae Nguyễn Xuân Quyết. Thưa có mặt. Thầy Giuse Trần Văn Hưng. Thưa có mặt. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hoàng. Thưa có mặt. Thầy Matthew Nguyễn Văn Tuân. Thưa có mặt. Giờ đây, Cha Tổng Đại diện Mikae Trịnh Ngọc Tứ sẽ thay lời cho mọi thành phần dân Chúa của giáo phận Thanh Hóa, cũng như toàn thể hội thánh, xin Đức Giám Mục truyền chức linh mục cho các thầy phó tế vừa được gọi tên. Chúng con kính mời Cha. Kính thưa Cha, Hội Thánh là mẹ chúng ta xin Cha truyền chức linh mục cho những người anh em này. Cha biết những người này có xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý kiến những hữu trách biểu quyết, con xin chứng nhận những người này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta,
Và nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức linh mục. Giờ đây, Đức Giám Mục sẽ ngỏ lời cùng với cộng đoàn và các tiến chức về sứ vụ của các linh mục, giúp mọi người hiểu hơn về sứ vụ cao cả của chức thánh mà các linh mục đã được trao phó để phục vụ cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay giáo phận chúng ta sung sướng có thêm 12 cha mới để cùng với quý cha, quý tu sĩ nam nữ và mọi người giáo dân trong giáo phận hăng say loan báo tin mừng trong giáo phận chúng ta. Và vào ngày phong chức hôm nay, xin phép được gửi tới cộng đoàn một vài suy niệm dựa vào lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, cũng như những giáo huấn của giáo hội về đời sống và tác vụ của các linh mục. Vào thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã ngỏ lời với một nhóm linh mục người Pháp đang làm công tác nghiên cứu về giáo hội tại Roma như sau: hãy đặt Thiên Chúa và giáo dân vào trung tâm điểm của những mối bận tâm hàng ngày của các con. Xin lặp lại, Đức Giáo Hoàng nói với các linh mục người Pháp đó là hãy đặt Thiên Chúa và giáo dân vào trung tâm điểm của những mối bận tâm hàng ngày của các con. Tại sao như thế? Thì chúng ta cùng nhau suy niệm dựa vào lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh như tôi vừa giới thiệu. Trước hết, linh mục là người đặt Thiên Chúa vào trung tâm điểm của đời sống mình. Bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Jeremiah. Chúa nói với Jeremiah: ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc. Ngươi sẽ đi đến với những kẻ ta sẽ sai ngươi đi. Như thế, chính Thiên Chúa đã gọi và chọn 12 anh em của chúng ta đây làm linh mục và sai đi. Như vậy, chức vụ linh mục là một ơn gọi, Thiên Chúa gọi. Đây không phải là một sáng kiến hay là sự chủ động của những anh em này, nhưng là sáng kiến và là sự chủ động của Thiên Chúa. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các linh mục hãy đặt để Thiên Chúa đấng đã kêu gọi họ làm trung tâm điểm của đời mình. Đặt Thiên Chúa làm trung tâm điểm của đời linh mục có nghĩa là gì? Có nghĩa là đời sống linh mục, con người linh mục chính là ở với Chúa, ở lại với Chúa Giêsu, ở với Chúa và ở lại với Chúa suốt cuộc đời mình. Mỗi linh mục được Chúa Giêsu kêu gọi, chọn và phong chức, do đó thuộc về Chúa Kitô và sống cho Chúa Kitô. Không có linh mục nào ở ngoài Chúa Kitô cả. Vì thế, việc chuyên chăm cầu nguyện gặp gỡ Chúa là điều quan trọng nhất trong cuộc đời linh mục. Đức Thánh Cha Francisco nói, sự thân mật với Chúa phát sinh từ lời cầu nguyện, từ đời sống thiêng liêng, sự gần gũi cụ thể với Thiên Chúa qua việc lắng nghe lời Chúa, cử hành thánh lễ,
thinh lặng tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, phó thác cho mẹ Maria và thường xuyên lãnh nhận bí tích hòa giải. Nếu không có những điều này, Đức Giáo Hoàng nói một linh mục chỉ là một kẻ làm thuê, mỏi mệt, không được lợi ích gì. Điều thứ hai, Đức Thánh Cha nói các linh mục hãy đặt giáo dân vào trung tâm điểm của cuộc đời linh mục của mình. Chính Chúa đã sai những anh em này đến với người khác, đến với họ trong vai trò mục tử. Như sách tiên tri Isaiah nói, ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như lòng ta mong ước. Chúa mong ước điều gì nơi linh mục? Thánh Phêrô nói lên mong ước của Chúa về người linh mục trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe. Hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em. Lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn. Không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em. Hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục của Công đồng Vatican thứ hai diễn tả cụ thể điều này như sau. Linh mục phải là người bạn và là người anh em của người giáo dân, và đưa ra những hướng dẫn thực tế mà các linh mục cần áp dụng trong sứ vụ linh mục, sứ vụ mục tử của mình. Các linh mục phải chân thành nhìn nhận, phát huy phẩm giá và vai trò riêng của người giáo dân trong sứ mệnh của giáo hội, phải sẵn sàng lắng nghe, cứu xét các nguyện vọng của giáo dân trong tinh thần huynh đệ. Hãy tin tưởng trao cho giáo dân các công tác trong việc phục vụ giáo hội. Hơn nữa, trong sứ vụ mục tử, linh mục cần có một tấm lòng, một tâm hồn quảng đại, một trái tim biết thương xót. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng linh mục phải là những người có khả năng biết sống, biết cười và biết khóc với anh chị em giáo dân của mình. Nói một cách dễ hiểu, biết giao tiếp với họ. Và ai là khuôn mẫu cho việc đặt Thiên Chúa và giáo dân vào trong cuộc đời linh mục của mình, vào trung tâm của cuộc đời linh mục? Thưa, chính là Chúa Giêsu. Và khi chịu chức linh mục, linh mục được gọi là Ante Christus, nghĩa là một Đức Kitô thứ hai. Linh mục hãy lấy Đức Kitô là khuôn mẫu cho cuộc đời của mình, và từng ngày làm thế nào để trở nên đồng hình, đồng dạng với Ngài. Thật vậy, Đức Giêsu luôn dành thời giờ để gặp gỡ, lắng nghe và trung thành thực thi ý Chúa Cha. Ngài nói, lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy. Đồng thời, mọi người, nhất là những người nghèo khổ, luôn ở trong trái tim Ngài. Vì thế, linh mục là phải sống theo cách sống của Chúa Giêsu Kitô. Sắc lệnh về tác vụ và đời sống linh mục nói với các linh mục như sau: là những người cai quản và chăn dắt đoàn dân Chúa, các linh mục được tình yêu sẵn sàng hy sinh, thúc đẩy để dám thí mạng vì đoàn chiên.
sẵn sàng hy sinh đến cùng. Đó là cách sống mà Chúa Giêsu trong bài tin mừng vừa chỉ ra. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Và vào ngày 17 tháng 2 năm 2022, tại Điện Vatican, trong một bài phát biểu khai mạc hội nghị chuyên đề về chức linh mục, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nói như sau: sự gần gũi với dân Chúa mời gọi và thực sự đòi hỏi các linh mục phải bắt chước phong cách riêng của Chúa Giêsu. Phong cách đó thể hiện sự gần gũi, từ bi và dịu dàng. Trong đó, chúng ta đóng vai trò không phải là thẩm phán và là những người Samaritano nhân hậu, những người nhìn nhận những vết thương của anh chị em chúng ta, những đau khổ thầm lặng của họ, những từ bỏ bản thân và hy sinh của rất nhiều người cha, người mẹ để lo cho con cái, cho gia đình của họ. Cần phải nhớ rằng dân Chúa đang hy vọng tìm thấy những người chủ chăn theo phong cách Chúa Giêsu, không phải những người làm chức năng giáo sĩ hay những chuyên gia tâm linh, mà là những người mục tử đầy lòng trắc ẩn và luôn quan tâm tới người khác. Các linh mục sẽ chỉ là những mục tử như thế khi gắn bó mật thiết và cá vị với Chúa Giêsu. Còn anh em sắp chịu chức linh mục thân mến, các con cần nhớ việc đặt Chúa và giáo dân vào trung tâm đời sống linh mục của mình, luôn luôn đi đôi với nhau. Các con càng gắn bó với Chúa thì càng thương giáo dân và làm cho mình trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa lòng thế giới này. Theo Đức Thánh Cha Francisco, gắn bó, lắng nghe Thiên Chúa và cùng bước đi với người khác sẽ biến linh mục trở nên dấu chỉ sống động của Chúa Giêsu đang hiện diện trong lòng thế giới. Giáo hội cần sự nhiệt tình quảng đại và hăng say của các con để cho mọi người thấy rằng Thiên Chúa luôn ở bên họ trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Chính khi tìm cách lắng nghe tiếng Chúa, các con đặt mình vào một cuộc đối thoại với Chúa và lo lắng cho dân được giao phó cho các con và tránh khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, là khuynh hướng nói rằng đây là dân của tôi. Vâng, đó là dân của anh em, nhưng chỉ được ủy nhiệm thôi. Dân không phải là dân của chúng ta, nhưng là dân của Chúa, họ thuộc về Chúa. Xin mọi người cầu nguyện cho các anh em sắp sửa chịu chức linh mục đây, để những anh em này trở nên những linh mục, những mục tử như lòng Chúa mong ước và mọi người mong ước. Amen.